Chào các đồng chí. Chào. Nào, hai chiến sĩ trẻ đã chuẩn bị xong chưa để hành quân? Dạ, cháu chào bác ạ. Chào bác ạ. Vâng, tụi cháu đang chuẩn bị cũng sắp xong rồi bác ạ. Hành quân chiến đấu. Hướng hành quân Đông Nam. Đường hành quân điểm cao 530. Qua Tây Bắc điểm cao 570. Đến điểm cao 450. Bãi đá. Cự ly hành quân 11,5 km. Bắt đầu tổ chức hành quân, thứ tự từ tiểu 1, tiểu 2, tiểu 3. Bắt đầu hành quân. Dưới cái nắng và dưới cái nặng của ba lô thì chúng tôi đang cảm thấy là đuối dần. Tôi cũng có chung cảm giác như thằng mới chỉ bắt đầu thôi nhưng rất là mệt. Chuyển hình, đầu tăng tốc độ. Tôi rất là mệt. Cảm giác như... Đọc giờ tiếp tục báo đường nhé. Tôi thở ra vậy. Bây giờ thì Nhung đã được các đồng chí còn lại chăm sóc cho nên lúc đầu thì còn sức để mà theo dõi và bám sát Nhung, nhưng mà bây giờ thì chính bản thân mình cũng rất là khó để mà kiểm soát bản thân rồi. Hy vọng là Nhung sẽ không sao. Cô lên đồng chí Nhung. Anh ơi, gần đây sắp rồi, con giật rồi. Nhiều quá, này đây. Đừng tí, bình tĩnh nào. Em không có bình tĩnh, đừng khóc, đừng khóc nhé. Lúc nãy có một đoạn dài em không đi được. Khả năng thì chậm. Thôi, đồng chí Hương, không có gì hết, em không muốn treo được không? Anh có thể đeo cả quần thơm em nữa. Ở phía trước còn 5 cây số nữa. Và bây giờ còn lại một mình tôi, bởi vì là quá mệt đi thì tốn rất nhiều thời gian đến mệt, bây giờ tôi phải chạy theo đồng đội đây. Phía sau các ông chị ơi, bám hàng khẩn trương. Phía trước chúng ta còn 500m nữa đến vị trí tập kết. Vững mang pano, mang chúng cho đồng chí thắng. Đó chưa? Đó. Cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Chạy rất là mệt, pano trên lưng và xuống đeo trên người. Đi bộ leo núi thì được, nhưng mà bứt tóc để chạy một đoạn thì quả thật là rất là cực kỳ vất vả. Chuyên này qua chúng tôi, tăng tốc độ.